Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên đề tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, cùng với sức lan tỏa của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành ngân hàng Việt Nam cũng đã và đang chuyển mình mạnh mẽ với những bước tiến mới về dịch vụ ngân hàng điện tử, ngân hàng số. Từ những ngân hàng tầm trung cho tới các ngân hàng lớn đều đang tập trung đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng một cách nhanh nhất, tốt nhất với sự hỗ trợ của công nghệ. Xu hướng số hóa các dịch vụ ngân hàng mang lại những lợi ích nào cho khách hàng cũng như các ngân hàng thương mại? Chuyển đổi từ mô hình ngân hàng truyền thống qua ngân hàng hiện đại, các tổ chức tín dụng sẽ phải đối mặt với những thách thức nào, những giải pháp nào được đưa ra? Chuyên đề tạp chí Ngân hàng tuần này sẽ dành thời lượng đề cập tới tất cả những vấn đề trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên, mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp ngay sau đây để có cái nhìn rõ nét hơn về dịch vụ ngân hàng hiện tại trên nền tảng công nghệ mới. Ngân hàng điện tử eBank là một dịch vụ cho phép người dùng kiểm tra thông tin hoặc thực hiện các giao dịch với tài khoản ngân hàng mà không cần tới quầy giao dịch cũng như ATM, có thể thông qua mạng Internet hoặc kết nối mạng viễn thông. Ngân hàng số hay còn gọi là Digital Banking là giai đoạn phát triển cao hơn của ngân hàng điện tử. Digital Banking là mô hình hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ, trao đổi thông tin và thực hiện các giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng. Quá trình này được diễn ra thông qua các thiết bị số kết nối với các phần mềm máy tính trên môi trường mạng Internet. Khách hàng không phải đến ngân hàng, phía ngân hàng cũng không phải gặp khách hàng để thực hiện các giao dịch, ký chứng từ, hoàn thiện hồ sơ. Tại Việt Nam, tháng 3 năm 2016, Vietcombank đã cho ra mắt không gian giao dịch công nghệ số tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Khách hàng có thể trải nghiệm một khu vực giao dịch tự phục vụ ngay chính bên trong ngân hàng. VPBank đã liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn Lifestyle Project Management Việt Nam cho ra mắt web timo.vn và ứng dụng Timo trên điện thoại di động. Khách hàng của TPBank cũng đang hướng đến nhiều tiện ích từ ngân hàng số. Oceanbank với trang web bankstore.vn hỗ trợ việc bán nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng cá nhân một cách tiện lợi trên website cho khách hàng. OCB cũng không nằm ngoài xu hướng này với đặt mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng số tốt nhất Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Vâng, thưa quý vị, những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua như Timo, Ví Việt hay dịch vụ ngân hàng tự động Lifebank của TPBank, những dịch vụ ngân hàng điện tử, ngân hàng số này đều được triển khai ở hầu hết các ngân hàng hiện nay. Điều này sẽ mang đến những lợi ích như thế nào cho người tiêu dùng? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Là khách hàng đang có nhu cầu mở tài khoản tiết kiệm, anh Lưu Hoàng Sơn cho biết, hiện tại anh đang chọn giao dịch gửi tiết kiệm online. So với việc mở tài khoản tiết kiệm thông thường tại các quầy giao dịch, thì với những dịch vụ ngân hàng điện tử, anh vừa tiết kiệm được thời gian, vừa nhận được ưu đãi lãi suất cao hơn. Thay vì là phải đến quầy giao dịch để mở tài khoản, vừa lâu mà lại vừa mất công, thì tôi đã đến Livebank để mở một tài khoản tiết kiệm. Lãi suất ở khi mà mình mở một tài khoản tiết kiệm ở Livebank thì nó sẽ cao hơn so với mở tại quầy giao dịch. Việc số hóa các dịch vụ ngân hàng hiện nay đã mang lại rất nhiều tiện lợi và hỗ trợ rất nhiều cho khách hàng khi họ muốn tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cũng như công sức và dần nhận được sự hài lòng từ phía khách hàng. Giao dịch thường xuyên mà tôi sử dụng của Livebank đấy là chuyển tiền vào tài khoản. So với ATM trước đây thì mình phải ra quầy gửi tiền vào đấy rồi đợi họ phê duyệt rồi ký rất là phức tạp. Nhưng mà ở Livebank ấy thì rất là tiện lợi, mình chỉ cần cho tiền vào chỗ đấy, họ đến tiền xong là chuyển được vào tài khoản luôn, rất là tiện lợi ạ. Thì một số tính năng mà tôi đang sử dụng và cảm thấy hài lòng đó là cái việc là sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di động thay thế cho việc mình phải sử dụng thẻ, nó tránh được nỗi lo ví dụ tôi có thể quên thẻ hay bị mất thông tin, chỉ cần một thao tác rất đơn giản trên điện thoại thôi, tôi có thể là chuyển khoản, thanh toán tiền điện nước, Internet hoặc là tôi có thể nạp cạc điện thoại mà không nhất thiết tôi phải tới tận nơi hay là tốn nhiều thời gian và chi phí. Thì tôi cảm thấy những cái ứng dụng này của ngân hàng khiến cho một người bận rộn như tôi, khiến cho tôi cảm thấy là cuộc sống mình trở nên nó tiện lợi hơn. Theo thống kê cho thấy, Việt Nam có 52% dân số dùng Internet, tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số chiếm khoảng 44%. Ứng dụng công nghệ sẽ thúc đẩy dịch vụ ngân hàng hiện đại cộng với sự thuận lợi trong giao dịch sẽ ngày càng gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng cho các ngân hàng. Đã hết thời ngân hàng bán những gì mình có mà phải bán những thứ khách hàng cần. Ngân hàng nào bán được nhanh, nhiều và nhận được sự hài lòng của khách hàng thì ngân hàng đó sẽ thắng trong cuộc chiến chiếm lĩnh thị trường.
Để làm được điều này thì việc số hóa dịch vụ ngân hàng là một trong những bước tiến sống còn đối với các tổ chức tín dụng. Theo thống kê từ World Bank, tại Việt Nam hiện nay chỉ có 31% người trưởng thành có tài khoản ở ngân hàng, tức là còn đến 69% người chưa có tài khoản ngân hàng, trong đó tập trung chủ yếu tại nông thôn, vùng sâu vùng xa khi mạng lưới hệ thống ngân hàng chưa được bao phủ. Chính vì vậy, với sự hỗ trợ từ công nghệ, những dịch vụ ngân hàng số, ngân hàng điện tử của các ngân hàng có thể len lỏi tới nhiều đối tượng khách hàng tại nhiều địa điểm khác nhau, từ đó giúp cho ngân hàng đáp ứng tốt hơn những nhu cầu của khách hàng. Lợi ích mà khách hàng nhận được đầu tiên đấy là chính là sự thuận tiện trong giao dịch, một cái sự tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng một cách rộng rãi hơn, không có giới hạn về mặt không gian, về thời gian, tại vì khách hàng chủ động hơn trong các giao dịch đấy. Nên thứ hai là với các giao dịch điện tử như vậy thì cái chi phí cho giao dịch ấy nó cũng thấp hơn. Có một vai trò hết sức quan trọng để hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt thòi lâu nay, chẳng hạn như là vùng sâu, vùng xa, nông thôn, rồi miền núi, là những cái nơi mà có ít điều kiện để tiếp cận những dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại. Việc đáp ứng này cũng là chìa khóa để ngân hàng giảm chi phí hoạt động, từ đó tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Trong bối cảnh tỷ suất sinh lời của ngành ngân hàng hiện nay chỉ 7%, thấp hơn mức bình quân 10% của thế giới, thì đây là một trong những yếu tố sống còn với ngân hàng. Còn theo thống kê của McKinsey năm 2014, tác động ảnh hưởng của công nghệ số mang lại cơ hội lợi nhuận ròng của ngân hàng dao động trong khoảng 43% đến 48%, trong khi thách thức đối với lợi nhuận của ngân hàng dao động trong khoảng là 29% đến 36%. Điều đó cho thấy vai trò của số hóa đối với hoạt động ngân hàng là không hề nhỏ. Là để giúp các định chế này giảm được cái chi phí hoạt động. Theo cái khảo sát của McKinsey thì có những định chế tài chính có thể giảm được cái chi phí lên đến khoảng 80%. Cái thứ hai là nó tăng cái cơ hội để cho các định chế tài chính này tiếp cận với thị trường mới, khách hàng mới, rồi đối tác mới. Và đó chính là những cơ hội kinh doanh để qua đó là tăng thị phần và tăng doanh thu cho các định chế tài chính. Đáng chú ý, theo đánh giá của kiểm toán PwC, trong vòng từ 3 đến 5 năm tới, tổng mức đầu tư vào fintech trên toàn cầu có thể vượt mức 150 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, miếng bánh thị phần của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trên thị trường sẽ co hẹp lại, cạnh tranh khốc liệt để chiếm lĩnh khách hàng giữa ngân hàng thương mại và công ty công nghệ là xu thế tất yếu. Đã hết thời mà chúng ta chỉ có thể cạnh tranh dựa trên lãi suất huy động hoặc là lãi suất cho vay, sẽ đến lúc chúng ta sẽ phải cần nghĩ đến là nếu như mà chúng ta đầu tư vào công nghệ để có thể cho khách hàng được một cái trải nghiệm dịch vụ ngân hàng tốt hơn, làm cho khách hàng hài lòng hơn ấy, thì đấy mới là xu hướng của ngân hàng số sau này. Cái tốc độ cũng như là cái việc an toàn, bảo mật cũng như là cái chất lượng dịch vụ ấy, nó sẽ là điều kiện sống còn bên cạnh cái việc là trước đây chúng ta chỉ nói đến giá cùng giao dịch. Tại Việt Nam, người dân cũng đang có xu hướng sử dụng dịch vụ trực tuyến khi hiện tại đã có 50% khách hàng, 54% khách hàng dùng ATM, 36% khách hàng dùng mobile banking, chỉ có 22% khách hàng sử dụng dịch vụ trực tuyến tại chi nhánh và phòng giao dịch. Con số này một lần nữa cho thấy ngân hàng số sẽ là xu hướng trong tương lai. Thực tế rất nhiều ngân hàng hiện nay định hướng mình trở thành một ngân hàng công nghệ số, thế nhưng không phải ngân hàng nào cũng có thể dễ dàng thành công thực sự, mà kèm theo đó là những thách thức không nhỏ. Vậy đâu là những thách thức mà các ngân hàng đang gặp phải trong cuộc đua số hóa dịch vụ ngân hàng? Mời quý vị cùng theo dõi phần phân tích sau để có cái nhìn rõ nét hơn về vấn đề này. Thách thức lớn nhất hiện nay trong việc trở thành ngân hàng điện tử, ngân hàng số chính là hệ thống bảo mật an ninh mạng để bảo toàn quyền lợi cho khách hàng, tạo sự tin tưởng, yên tâm cũng như bảo đảm rủi ro cho chính các ngân hàng. Bởi hiện nay, không ít trường hợp khách hàng bị mất tiền, trừ tiền hay có những giao dịch không phải do chính khách hàng chủ động. Đó là người dân người ta cũng chưa thực sự tin tưởng bởi vì vẫn còn một số các cái ngân hàng ấy, là cái hoạt động bảo mật nó chưa tốt, cho nên là vẫn còn những cái rủi ro. Tiền người ta để trong tài khoản nhưng mà người ta tự động là tài khoản bị hết tiền hoặc là tự động là bị chuyển tiền đến nơi khác, thì như vậy là nó tạo nên những cái sự bất an cho cái người mà thực hiện các cái hoạt động giao dịch số như vậy. Đấy là những cái mà tác động đến tâm lý của khách hàng. Và thực sự là trong quá trình hoạt động của ngân hàng hay các cái dịch vụ khác mà liên quan điện tử thì có cái rủi ro gọi là cyber risk đấy. Nhưng với ngân hàng thì khi triển khai các sản phẩm dịch vụ này, chúng tôi cũng phải lựa chọn để làm sao để có cái đánh giá để kiểm soát rủi ro và an ninh tốt nhất cho khách hàng cũng như cho hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, cho dù ứng dụng công nghệ tốt, an toàn và hiện đại, nhưng nguồn nhân lực của các ngân hàng còn hạn chế,
cũng chính là rào cản trong tiến trình số hóa các dịch vụ ngân hàng. Thứ hai, đấy là chính là về nguồn nhân lực để triển khai. Việc có công nghệ, có hạ tầng rồi nhưng mà thực sự là một cái dịch vụ mới, một cái nghiệp vụ mới cho nên là tìm kiếm nguồn nhân lực nó cũng có những khó khăn nhất định. Tại vì những nhân lực này nó ngoài các nghiệp vụ về ngân hàng thì đòi hỏi một cái sự nắm bắt về mặt công nghệ và đặc biệt đấy là cái sự hiểu biết về khách hàng. Tại vì nó có một cái sự kết hợp tất cả các cái kỹ năng này để mà cung cấp được dịch vụ tốt nhất. Thế do vậy là không có một cái công nghệ hay là số hóa hay dữ liệu hóa, cái gì có thể thay thế được yếu tố con người. Thế thì chất lượng cũng như là đạo đức nghề nghiệp cũng như là cái việc quản lý nhân sự của ngân hàng vẫn phải đặt lên hàng đầu. Hiện nay nhiều ngân hàng đã tập trung nguồn lực cho đầu tư công nghệ. Thế nhưng theo con số thống kê được đưa ra, trung bình các ngân hàng Việt Nam hiện nay chỉ chi ra khoảng từ 3 đến 4% doanh thu hàng năm cho công nghệ. Trong khi đó trung bình trên thế giới đạt từ 6 đến 8,4%. Tôi lấy thí dụ như là chỉ số ROE của hệ thống ngân hàng thương mại ở mức là khoảng độ tầm 7%. Rõ ràng là thấp hơn cái mức 10% của bình quân trên thế giới. Và vì thế thì cũng nhiều ngân hàng không phải là lúc nào cũng có sẵn cái nguồn ngân sách để đầu tư cho phát triển công nghệ. Đặc biệt là đầu tư cho công nghệ thì đôi khi là nó lại chưa nhìn thấy được cái lợi ích ngay trước mắt. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý vừa bảo vệ được người tiêu dùng và nâng cao khả năng giám sát quản lý đối với các tổ chức tín dụng cũng là một thách thức lớn trong cuộc đua số hóa dịch vụ ngân hàng trong thời gian tới. Để đạt được hiệu quả trong cuộc đua số hóa dịch vụ ngân hàng, hệ thống ngân hàng cần phải chú trọng những nhiệm vụ gì trong thời gian tới? Phóng sự sau sẽ đi tìm câu trả lời cho vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo các chuyên gia ngân hàng, với sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và mang lại những tiện ích tối đa cho khách hàng, lĩnh vực ngân hàng với dịch vụ ngân hàng số cũng sẽ chuyển mình mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm 2018 và những năm tiếp theo. Tôi nghĩ là các ngân hàng có hai nhóm. Thứ nhất là đối với cả các ngân hàng mà hiện nay vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu thì họ vẫn cần phải hoàn thiện mình hơn và chạy theo đúng cái tinh thần của đề án tái cơ cấu. Còn lại đối với các ngân hàng mà ở nhóm tốt hơn thì hiện nay cũng có rất nhiều ngân hàng đang bắt đầu triển khai các cái nghiên cứu, các cái ứng dụng về ngân hàng số một cách mạnh mẽ. Trong vòng 6 tháng tới thì tất cả các ngân hàng hiện nay đang đầu tư vào một số các cái hạ tầng công nghệ sẽ tiếp tục làm việc đó. Với những cái kinh nghiệm triển khai vừa rồi và cái chiến lược này đặt ra thì chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư triển khai với các cái dịch vụ ngân hàng số tới cho khách hàng và tìm hiểu ứng dụng những cái công nghệ mới nhất và những cái thay đổi cũng như là hiểu biết những cái thay đổi của khách hàng để đưa ra sản phẩm dịch vụ mới. Thì bạn biết là cái cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một cái trào lưu đang diễn ra hiện nay và chúng tôi cũng đã đi theo cái trào lưu đấy bằng việc là ứng dụng càng ngày các việc tự động hóa nhiều hơn. Tuy nhiên ngân hàng lấy khách hàng là đối tượng phục vụ, chính vì vậy để phát triển ngân hàng số theo các chuyên gia nên chăng cần tạo một điều kiện thông thoáng hơn cho các khách hàng tạo lập tài khoản tại các ngân hàng thương mại. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho các dịch vụ ngân hàng tới tay được nhiều người tiêu dùng nhất. Bản thân các ngân hàng thì để có thể giúp được 70% những người trưởng thành còn lại có được cái sự tiếp cận tốt hơn đối với cả các ngân hàng thì nên chăng có lẽ là chúng ta nên phân cấp cái tài khoản đó ra thành nhiều cấp khác nhau. Ví dụ chẳng hạn như là cấp cơ bản ấy thì chúng ta chỉ cần có được cái thủ tục KYC nhanh gọn thôi bởi vì là cái số tiền giao dịch nó rất nhỏ. Có thể chúng ta sẽ quy định giả sử từ mức 5 triệu đồng trở xuống. Còn lại đối với cả trường hợp là tài khoản thanh toán thông thường thì cái mức KYC đấy nó sẽ cao hơn giống như là cái cách mà hiện nay các ngân hàng đang làm. Ngoài ra sự thay đổi từ hệ thống hành lang pháp lý hay nhận thức của người tiêu dùng của các ngân hàng thương mại cũng là một yếu tố quyết định tới thành công của cuộc đua công nghệ trong một lĩnh vực nhiều nhạy cảm như lĩnh vực ngân hàng. Rõ ràng đặt ra một cái yêu cầu là từ ba phía đều phải làm tốt hơn. Thứ nhất là cơ quan quản lý cần phải tạo ra một cái khuôn khổ pháp lý để thiết chế để có thể là quản lý tốt hơn cái dịch vụ về tài chính số nói chung và ngân hàng số nói riêng, nâng cao cái sự hiểu biết của cơ quan quản lý nói riêng và các khách hàng cũng như các định chế tài chính. Đó là một cái khâu rất là quan trọng. Và như vậy thì chúng ta sẽ phải đổi mới cơ bản về giáo dục đào tạo, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Đối với các ngân hàng thương mại, các chuyên gia cũng khuyến nghị cần hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với các công ty fintech, các công ty tài chính kết hợp công nghệ để xây dựng mô hình kinh doanh đột phá,
qua các ứng dụng công nghệ số nhằm tăng cường sự thuận tiện và tiết kiệm chi phí cho cả người dùng và các tổ chức tín dụng. Đến đây chương trình tạp chí Ngân hàng tuần này xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.